Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua của Gian. Gian OCR 3300. Màu đen cam các bác nhé. Đây là một màu mà rất hot tại cửa hàng em. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và đây là chiếc xe Gian OCR 3300. Màu đen cam, màu cam rất là nổi xe đấy. Cùng với màu đen thì rất là khỏe. Gian OCR 3300, các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Em đã giới thiệu rất nhiều mẫu này rồi. Hôm nay thì chiếc xe này, màu xe rất là đẹp đây. Vâng, em đánh giá hình thức chiếc xe này trên 85%. Cọc yên và yên đều nguyên bản theo Gian đây. Các bác lưu ý cái yên này, đây các bác có thể nhìn thấy những vân carbon. Vâng, yên này yên carbon các bác nhé. Carbon. Vâng. Cọc yên nguyên bản của Gian. Ghi đông cổ phốt đều của Gian. Vâng, và xe sử dụng bộ tay lắp của Shimano Claris. Bên này bên đĩa. Bên đĩa đây. Và các bác lưu ý là xe bên tay lắp bên đĩa này nó bị mất cái nắp nhựa các bác nhé. Có thể do vận chuyển. Nhưng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe cả. Nó chỉ là một cái nắp nhựa thôi. Vâng. Bộ phanh 3 mảnh. Sử dụng bộ vành cặp nguyên bản của Gian đây. Càng nhôm của Aluix luôn. Vành 700C. Em sẽ quay thông số lốp 700 x 25C. Vâng. Vâng, và như những chiếc xe Gian cao cấp khác thì chiếc xe này cũng được sử dụng công nghệ nhôm Aluix cho chiếc xe này bộ khung siêu nhẹ và bền. Vâng, đây là lốp sau nguyên bản của Gian, bộ vành sau đây Mayer của Gian. Vâng, và xe được trang bị củ đề Shimano Claris, gạt đĩa ốc Claris, nguyên bộ group của Shimano Claris các bác nhé. Vâng, và xe có size S. Giờ em sẽ đo con xe có size đứng là 46 các bác nhé. Vâng, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Vâng, và xe được trang bị 2, 4, 6, 8 lít, 2 đĩa cho xe 16 tốc độ. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe. Lên lip. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano. Mayer của Gian. Vâng, xuống lip, chuyển động rất tốt các bác nhé.
rất là tốt đây. Xuống lị à xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, xe chuyển động rất tốt. Gian OCR 3300. Màu cam đen các bác nhé. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian OCR 3300. Và chiếc này đang hiện được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 6,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 và lên YouTube để tìm Kiên Xe Đạp. Nhấn theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe mới về bên em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đấy. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.